tại thủ đô Moscow, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Nga đã long trọng tổ chức kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 137 năm ngày Quốc tế lao động. Tham dự buổi lễ có đông đảo đại diện đại sứ quán, cơ quan tùy viên quốc phòng, Hội người Việt Nam tại Nga và Hội Cựu chiến binh Nga từng công tác tại Việt Nam. Đông đảo khách mời và các cựu chiến binh cùng ôn lại những mốc chính trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, nhân dân sống trong niềm hân hoan hạnh phúc vô bờ. Trong thành phần Hội Cựu chiến binh tại Nga hiện nay, nhiều đồng chí đã trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, có những đồng chí tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc. Các đại biểu đánh giá cao đóng góp và tinh thần luôn hướng về Tổ quốc của các cựu chiến binh Việt Nam ở Nga, cũng như nỗ lực phát triển kinh tế và góp phần củng cố phát triển quan hệ truyền thống tốt đẹp Việt-Nga. Các cựu chiến binh xin hứa tiếp tục rèn luyện phấn đấu, xây dựng tập thể đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, làm tốt công tác hữu nghị, xứng đáng với sự tin yêu của cộng đồng.